Chào mừng tất cả các em học sinh đến với tiết học môn toán của chúng ta ngày hôm nay. Cô giới thiệu với các em, cô tên là Nguyễn Thụy Uyên Trâm, giáo viên trường tiểu học Kim Đồng, quận 12. Trước khi bước vào tiết học, mình cùng nhau khởi động một chút nha các em. Cô mời các em cùng hát và làm theo mẫu nhé. Học trước, các em đã được làm quen với các phép tính qua bài cộng bằng cách đếm thêm. Hôm nay, để ôn lại các phép tính cộng chúng ta đã được học, cô và các em lại tiếp tục tìm hiểu qua bài cộng bằng cách đếm thêm tiết 2. Cô mời các em cùng đến với bài tập 1, tính. Để thực hiện các phép tính ở bài tập 1, các em có thể dựa vào sơ đồ tắt gộp hoặc cộng bằng cách đếm thêm để thực hiện hai bài toán này nhé. Cô và các em cùng chơi trò chơi đố bạn nào. Ở mỗi phép tính, bạn nào có đáp án giống như cô thì sẽ được tặng một ngôi sao. Đố bạn, đố bạn. Cô đố các bạn, 3 cộng 1 bằng mấy? À, 3 cộng 1 bằng 4. 4 cộng 3 bằng mấy? À, 4 cộng 3 bằng 7. 4 cộng 6 bằng mấy? 4 cộng 6 bằng 10. Để thực hiện phép tính này dễ hơn và nhanh hơn, các em có thể đếm thêm từ số lớn, lấy 6 cộng 4 bằng 10. Làm như vậy sẽ nhanh hơn nha các em. Các em tiếp tục nào. 3 cộng 5 bằng mấy? À, 3 cộng 5 bằng 8, đúng rồi. 6 cộng 3 bằng mấy các em? À, 6 cộng 3 bằng 9. 2 cộng 8 bằng mấy nào? 2 cộng 8 bằng 10. Vậy 1 cộng 6 bằng mấy? À, 1 cộng 6 bằng 7. Vậy 5 cộng 4 bằng mấy? 5 cộng 4 bằng 9. Đố bạn, 3 cộng 7 bằng mấy? À, 3 cộng 7 bằng 10. Vậy 3 cộng 3 bằng mấy các em? 3 cộng 3 bằng 6. 4 cộng 1 bằng mấy nào? 4 cộng 1 bằng 5. 2 cộng 6 bằng mấy? À, 2 cộng 6 bằng 8. Ở bài tập 1 này có 12 phép tính. Nếu các bạn làm đúng thì các bạn sẽ được tặng 12 ngôi sao nhé. Cô khen các bạn đã biết vận dụng sơ đồ tắt gộp và cách đếm thêm để thực hiện đúng các phép tính có một dấu cộng. Còn đối với phép tính có hai dấu cộng ta làm như thế nào? Cô mời các em cùng đến với bài tập 2. Bài 2, tính theo mẫu.
Cô mời các em quan sát bài mẫu. 3 cộng 2 cộng 1 bằng mấy? Ở bài tập 2 này có hai dấu phép tính. Đó là hai dấu cộng và có 3 số là số 3, số 2 và số 1. Để thực hiện phép tính này, cô mời các em cùng quan sát tranh. Em quan sát tranh và cho cô biết tranh vẽ gì? Cô nghĩ các em sẽ trả lời với cô là có ba bạn gái đang ngồi đọc truyện, thêm hai bạn trai chạy đến chỗ các bạn gái, rồi lại có thêm một bạn nữa chạy đến. Em quan sát và đếm xem có tất cả bao nhiêu bạn. À, có tất cả 6 bạn. Các em cùng tính với cô nhé. Có ba bạn gái, thêm hai bạn trai là 5 bạn, rồi lại thêm một bạn trai nữa là 6 bạn. Để thực hiện bài toán có 3 số và hai dấu phép tính, ta phải thực hiện từ trái sang phải và làm theo hai bước nhé. Bước 1, lấy 3 cộng 2 bằng 5. Bước 2, lấy 5 cộng 1 bằng 6. Vậy 3 cộng 2 cộng 1 bằng 6. Các em tiếp tục thực hiện các phép tính tiếp theo nhé. 8 cộng 1 cộng 1 bằng mấy? Đây là bài toán có 3 số và hai dấu phép tính, nên ta thực hiện theo hai bước. Bước 1, lấy 8 cộng 1 bằng 9. Bước 2, lấy 9 cộng 1 bằng 10. Vậy 8 cộng 1 cộng 1 bằng 10. Cô mời các em thực hiện phép tính. 6 cộng 1 cộng 2 bằng mấy? Các em cũng thực hiện từ trái sang phải cùng với cô nào. 6 cộng 1 bằng 7. 7 cộng 2 bằng 9. Vậy 6 cộng 1 cộng 2 bằng 9. Cô mời các em thực hiện phép tính này nhanh hơn nhé. 4 cộng 3 cộng 2 bằng mấy? Các em hãy bấm dừng video để thực hiện bài này nhé. Sau khi làm xong, hãy bấm tiếp tục để sửa bài với cô. Các em cùng dò đáp án với cô nào. 4 cộng 3 bằng 7. 7 cộng 2 bằng 9. Vậy 4 cộng 3 cộng 2 bằng 9. Cô tuyên dương các bạn có đáp án đúng nhé. Cô nghĩ các em đã làm quen dạng toán này rồi đúng không? Vậy 2 cộng 6 cộng 1 bằng mấy? À, 2 cộng 6 bằng 8. 8 cộng 1 bằng 9. Vậy 2 cộng 6 cộng 1 bằng 9. Các em có kết quả giống cô không? Cô tuyên dương các bạn đã thực hiện đúng dạng bài toán có 3 số và hai dấu phép tính. Khi thực hiện, các em lưu ý tính từ trái sang phải. Còn bây giờ, cô và các em sẽ cùng nghỉ ngơi một chút qua vài phút thư giãn nha các em. Hai con bướm xinh xinh, khi em giơ tay lên là bướm.
Cô mời các em đến với bài tập 3A. Quan sát tranh và thực hiện nhanh các phép tính. Em hãy quan sát tranh và cho cô biết tranh vẽ gì? Đĩa bên trái có 3 viên kẹo, đĩa bên phải có 1 viên kẹo. Hỏi cả hai đĩa có mấy viên kẹo? Có 3 viên kẹo. Cô đếm thêm 1 viên kẹo là 4 viên kẹo. Vậy cả hai đĩa có 4 viên kẹo. Cô có 3 cộng 1 bằng 4. Cô mời em quan sát mô hình tiếp theo. Đĩa bên trái có 3 viên kẹo. Đĩa bên phải không có viên kẹo nào. Hỏi cả hai đĩa có mấy viên kẹo? Cả hai đĩa có 3 viên kẹo. Vậy 3 cộng 0 bằng mấy? 3 cộng 0 bằng 3. Các em có đáp án giống cô không? Em quan sát và trả lời nhanh cho cô nhé. Đĩa bên trái không có cái bánh nào. Đĩa bên phải có 4 cái bánh. Vậy 0 cộng 4 bằng mấy? 0 cộng 4 bằng 4. Qua bài tập vừa rồi, các em cần lưu ý. Số nào cộng với 0 cũng bằng chính số đó. 3 cộng 0 bằng 3. 0 cộng với số nào cũng bằng chính số đó. 0 cộng 4 bằng 4. Dựa vào điều cô vừa lưu ý, các em thực hiện nhanh cho cô phép tính ở bài tập 3B nhé. 1 cộng 0 bằng mấy? 1 cộng 0 bằng 1. Cô khen các bạn có kết quả giống cô nhé. Vậy 0 cộng 3 bằng mấy nào? 0 cộng 3 bằng 3. Cô chúc mừng các bạn có kết quả bằng 3 giống cô. Vậy 0 cộng 0 bằng mấy các em? 0 cộng 0 bằng 0. Cô tuyên dương các bạn đã thực hiện đúng các phép tính nhé. Bài tập 3 cũng là bài kết thúc tiết học môn toán của chúng ta ngày hôm nay rồi. Các em cần lưu ý cho cô nè. Số nào cộng với 0 cũng bằng chính số đó. 0 cộng với số nào cũng bằng chính số đó. Để chúng ta tính cho nhanh nhé. Về nhà, các em thực hiện các phép tính cộng bằng cách đếm thêm cho người thân để cùng xem, để ôn lại bài đã học và chuẩn bị bài phép trừ cho tiết học sau nhé. Cô chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau nhé.